Rồi để cô đã cho các bạn cái file database. File database như thế này. Rồi bây giờ các bạn mở cái visual lên vào cái menu view. Chọn cho cô là SQL Server Object Explorer. Nhấp vô. Thì khi nhấp vô á, mình chưa có kết nối lần nào thì mình bắt đầu kết nối. Thì các bạn nhấp vào dấu cộng server, S server SQL. Rồi các bạn chọn như cô local. Thì máy tính của mình đã cài đặt thành công SQL rồi thì nó hiển thị các cái local name ở đây. Ví dụ như các bạn cô chọn cái này đi. Để coi đây có database chưa. Rồi. Thì cô chọn cái này đi ha. Sau đó nhấn connect. Đây là server name của mình nè. Connect. Rồi, thì khi mà connect xong thì các bạn có một cái thư mục database. Các bạn nhấp phải chuột. Add new database. Mình đặt tên database của mình. Ví dụ như là DB quản lý bán hàng. Quản lý bán hàng. Rồi có database location thì mình đặt lại cái vị trí lưu. Mình nhấp vào mình đặt lại vị trí lưu ha. Rồi, ok. Nhấn ok. Vậy là mình đã có cái DB quản lý bán hàng rồi đúng không? Ở đây là nó chưa có cái bảng. Mình nhấp phải chuột vào database. Các bạn chọn cho cô là New Query. Rồi sau đó thì các bạn mở cái file mà cô gửi á. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V dán vô. Thì cô đã sắp xếp trình tự create bảng rồi. Thì đầu tiên á là mình có cái bảng user, có ID, có name, có path, có role và ID là khóa chính. Mình nhấp vào cái SQL nè để mình chạy. Thì nó complete là chạy xong khoảng này. Rồi tiếp theo là cái bảng nhà cung cấp nè. Tiếp theo là cái bảng nhân viên nha. Và cái bảng product thì tùy theo cái sản phẩm mà các bạn quản lý là gì. Thì cái bảng product này các bạn có thể dùng để buôn bán về quần áo, giày dép hoặc là túi xách. Tại vì ở đây nó có mã code của sản phẩm, tên sản phẩm, mô tả sản phẩm, nhà cung cấp, số lượng nhập, giá nhập, màu sản phẩm, kích thước, chất liệu và giới tính dùng. Giống như là cái loại sản phẩm này dành cho nam hoặc dành cho nữ. Được không? Giống như là nó sẽ góp phần về cái việc thống kê. Được chưa? Thống kê màu, thống kê size. Rồi, và các hình ảnh. Thì ảnh của mình là Nvacha Max ha. Thì cái bảng product nó có hai thuộc tính khóa ngoại đó là style và sub. Tức là nó kết nối với lại cái bảng thuộc tính và cái bảng nhà cung cấp. Style ở đây là ví dụ như trẻ trung hay là trung niên hay là đường phố. Thì tùy theo cái ý tưởng của mình để mình xây dựng các bảng. Rồi. Vậy ha. Cái style chạy trước nha. Cái này cô quên cắt lên. Style là chạy trước ha. Có cái bảng độc lập cho nó chạy trước. Rồi. Được chưa? Rồi tiếp theo là bill. Bill thì mình có là mã bill, ngày lập bill, nhân viên lập bill, tổng tiền trên bill. Thì nó có kết nối với cái bảng nhân viên. Rồi ở đây là cái bảng chi tiết hóa đơn. Có mã hóa đơn, mã sản phẩm, số lượng sản phẩm, giá thành tiền ở mỗi dòng, kết nối với các cái bảng. Thì ở đây là mình đã xong một cái bảng quản lý bán hàng. Mình refresh lại. Rồi vào trong cái table.
Rồi thì mình sẽ kết nối data theo mô hình database first, nên là mình phải có một cái cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh. Còn nếu mà các bạn chưa hoàn chỉnh trong quá trình vừa code mà phát sinh ra vấn đề và có sự thay đổi database, một là mình viết thêm một cái lớp phụ kết nối vô, hai là mình phải xóa liên kết đi và ép vô lại nha. Rồi sau khi mà mình tạo bản xong, cái công việc thứ hai đó là các bạn cài cho cô là Net Framework. Các bạn vào tool nha, các bạn vào NuGet, chọn Manage NuGet. À, các bạn gõ cho cô là Entity Framework, một cái framework quản lý về thế thực thể trong bảng, vào Browse. Rồi ở đây ha, Entity Framework, bạn chọn đó. Rồi qua bên tay phải, check vô cái cài đặt, Intro. Rồi mình nhấp vào Intro. Thì cái nào mà bạn Intro rồi, chỗ này nó sẽ để là đã Intro và bạn có muốn gỡ nó hay không. Còn chưa Intro lần nào thì nhấp vào đây. Và đây là cái version mình đang cài đặt. Rồi các bạn nhấn Apply ha. Rồi nhấn Accept. Rồi bây giờ là mình đã cài xong ha. Rồi thì khi mà các bạn cài xong rồi á, thì các bạn đây, cái bảng của mình cũng đã kết nối xong luôn rồi ha, cũng tạo xong rồi. Rồi bây giờ mình sẽ add nó vào. Đứng hả? Rồi bảng bên tay trái của mình là cũng đã xong rồi đó ha. Rồi bây giờ mình add nó vào. Các bạn vào cái thư mục model, nhấp phải chuột add, chọn cho cô là new item. Rồi các bạn vào cái data thì mình có ado.net, các bạn đặt tên cho cô. Entity.db. Rồi nhấn nét. Rồi trước khi các bạn vào á, các bạn copy cái tên á,
cái tên của username à, Ctrl C nè, copy copy rồi bạn qua đây bạn bắt nó qua. Rồi đặt tên entity 1 dB. New connect. Rồi cái chỗ sụp của anh em á, các bạn bắt cái tên vô. Đó, sau đó vào cái chỗ database name nè. À, các bạn thấy là tên database của mình không? À, rồi sau đó nhấn OK. Rồi nhấn Next. Rồi ở đây là nó có những cái bảng của mình nè. À, nếu mà bạn nào có tạo bảng ảo hoặc là thủ tục thì nó sẽ hiển thị cái danh sách để mình sổ ra mình chọn. À, nhấp vô. Rồi nhấn Finish. Rồi check vào đông nô sâu đông sâu à. Rồi vậy là mình đã kết nối thành công database vào nha. À, rồi bây giờ các bạn bắt đầu thực hiện.